Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word trên máy tính. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn chia cột nhé, chia cột rồi tạo chữ cái lớn đầu đoạn, chèn hình ảnh và chèn trừ nghệ thuật trong một cái văn bản Word bất kỳ nhé. Tức là mình chỉ chia sẻ các bạn về cái cách làm đơn giản nhất thôi ở trên một cái văn bản Word dành cho các bạn mới sử dụng Word. Thì hôm nay chia sẻ các bạn là mình ở đây thì mình lấy một cái văn bản làm ví dụ thôi nhá. Đó, thì lấy ví dụ vậy thôi. Đó, thì trước khi các bạn chia cột đấy, chia cột văn bản thì chúng ta phải định dạng cái văn bản này lại một chút nhá. Các bạn phải canh lề, rồi là chọn phông chữ, cỡ chữ. Đó, ở đây mình ví dụ như là mình sẽ canh đều hai bên nhá. Các bạn thấy như chưa đều hai bên đúng không? Thì mình sẽ bấm vào đây này để canh đều hai bên. Rồi, phông chữ là Times New Roman các bạn nhá, Times New Roman này. Cỡ chữ 13 hoặc là 14 nhá. Đây mình chọn 14 nhá. Rồi, để canh lề thì các bạn sẽ kích đúp chuột trái ở cái thanh thước đứng ở bên trái này này. Đó, cái thanh thước đứng này nhá. Đó, các bạn kích đúp vào đây, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ canh lề theo quy định chuẩn của Việt Nam mình nhá. Đó là trên 2 nhá. Top, top là trên nhá, 2 cm này. Bottom là 2 cm. Bottom có nghĩa là dưới. Còn led này có nghĩa là lề trái này. Lề trái thì theo quy định là 3 các bạn nhá, 3 cm này. Rồi lề phải là right. Lề phải thì theo quy định là 2 hoặc là 1.5 nhá. Ở đây mình sẽ lấy một, mình sẽ lấy là 1 2 đi, mình lấy 2 đi. Rồi trên 2, dưới 2, trái 3, phải 2. Chúng ta chọn ok. Rồi như vậy là định dạng lại đã, chúng ta đã canh lề xong các bạn nhá, canh lề xong. Rồi. Ở đây cái này cũng hơi dài đúng không? Thì mình sẽ rồi mình để thế này đi. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ chia cột. Đó, thì để chia cột thì các bạn chú ý là khi các bạn chia cột ấy, thì để cho nó đỡ bị lỗi thì các bạn chú ý là đối với một cái đoạn văn bản như thế này đúng không? Thì các bạn bỏ dấu chấm này đi nhá. Trước khi chia cột các bạn bỏ dấu chấm này đi này, dấu chấm cuối đoạn này này. Đó. Và sau đây các bạn bấm enter con chuột xuống khoảng 2 đến 3 dòng, bấm enter xuống 2 3 dòng gì đấy. Rồi, thì sau khi làm xong cái thao tác này rồi thì chúng ta sẽ bôi đen. Bôi đen toàn bộ văn bản. Các bạn sẽ để con trỏ chuột ra đằng trước và các bạn nhấn nhá, nhấn vào giữ chuột trái đúng không, để các bạn bôi đen hết đi. Rồi sau khi các bạn bôi đen toàn bộ văn bản nhá, còn cái tiêu đề này chúng ta không đụng chạm gì đến các bạn nhá, tiêu đề này không ảnh hưởng gì hết. Rồi sau khi bôi đen văn bản thì các bạn sẽ vào insert này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ insert rồi các bạn vào thẻ vào layout. Trong cái thẻ vào layout này các bạn vào cái mục là column nhá, column đó. Tiếp đến ở đây thì khi các bạn kích vào cái mục column thì nó sẽ có một số cái lựa chọn, ví dụ như là one này có nghĩa là không chia chia cột này, two này có nghĩa là chia thành hai cột đều nhau này, three chia thành ba cột đều nhau này, left có nghĩa là chia cột lệch sang bên trái này, right là chia cột nhưng mà lệch sang bên phải. Ở đây thì thường thường chúng ta sẽ chọn cái dòng cuối cùng này các bạn này, Mori column. Rồi thì sau khi các bạn kích vào Mori column thì nó sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn đó. Ví dụ như đây các bạn muốn chọn chia bao nhiêu cột thì các bạn đánh số vào đây này, number of column, có nghĩa là các bạn chia bao nhiêu cột thì các bạn đánh vào. Ví dụ như là 2 cột thì đánh số 2, mà các bạn chia 5 cột thì các bạn đánh số 5. Hoặc là các bạn kích vào cái nút mũi tên này này, đó để các bạn chọn số cột nhé. Ở đây mình sẽ chọn 2 cột các bạn nhé, 2 cột và có một cái đường kẻ ở giữa thì các bạn sẽ kích vào cái mục line between này này, các bạn kích chuột vào đây thì nó sẽ có một cái đường kẻ ở giữa. Còn nếu các bạn kích vào đây thì nó sẽ không có nhá. À, các bạn kích vào đây rồi chia thành hai cột và có cái đường line between ở giữa này thì mình sau khi chọn xong chúng ta bấm ok. Đấy, như vậy nó đã chia cái văn bản này thành hai cột đều nhau, hai cột đều nhau và có một cái đường kẻ nằm ở giữa các bạn nhé. Đấy, như vậy là cái nội dung đầu tiên là chia cột, chia thành hai cột đều nhau có một cái đường kẻ ở giữa là xong các bạn nhé. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ chèn cái chữ cái lớn đầu đoạn. Ở đây sẽ có cái chữ cái lớn, nó là trong thực tế đúng không, trong thực tế thì ở đây sẽ có chữ T này. Bây giờ mình sẽ cho cái chữ T này nó lớn lên. Thì các bạn sẽ bôi đen chữ T này, bôi đen chữ T. Và các bạn vào cái mục Insert này. Bước tiếp theo là các bạn sẽ vào cái mục là Drop Cap nhé. Drop Cap này. Có biểu tượng chữ A đây nhé, các bạn kích vào đây. Sau khi kích vào đây thì các bạn sẽ chọn cái dòng dưới cùng ấy, Drop Cap Orbital. Drop Cap Orbital. Thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ chọn cái ô ở giữa này này, ô chính giữa này nhé. Rồi, bước tiếp theo là đây là chúng ta sẽ hỏi cái dòng là line to drop. Line to drop có nghĩa là cái chữ T này nó sẽ chiếm bao nhiêu dòng ở đây. Ví dụ như là đánh số 3 thì nó sẽ chiếm 3 dòng nhá. Còn nếu mà 4 dòng thì các bạn đánh số 4 vào, hoặc là 5 dòng thì đánh số 5.
hoặc là các bạn click vào cái nút mũi tên này này. Đó, 5 6 7 8 như đấy. Ở đây mình sẽ chọn 4 dòng nhá, chọn 4 dòng đi. Thì mình sẽ chọn số 4 và mình click vào OK. Đấy. Như vậy là cái chữ T này nó đã chiếm 4 dòng các bạn này, dòng thứ nhất này. Ở dòng thứ hai này. Ở dòng thứ ba này và dòng thứ tư nhá. Ở dòng thứ tư. Nó chiếm mất 4 dòng. Rồi như vậy là nội dung thứ hai là tạo chữ cái lớn đầu đoạn bằng drop cap các bạn nhé. Rồi sang cái nội dung thứ ba là chèn hình ảnh vào. Thì chèn hình ảnh vào cái văn bản Word thì chúng ta thường thường là có hai cách các bạn nhé. Thì cách thứ nhất là các bạn vào insert này, tiếp theo là các bạn vào clip add này. Thì trong cái clip add này thì khi các bạn kích vào clip add thì nó sẽ có cái bảng bên này và các bạn bấm vào chữ go nhé, chữ go để các bạn lấy hình ảnh ở trong này ra. Đây các bạn kéo cái thanh trượt này lên xuống này, thì cái hình ảnh ở trong này thì là mặc định ở trên Word các bạn nhé. Cái này là có sẵn và chúng ta dùng miễn phí nha. Đó. Rồi cái cách thứ hai là các bạn sẽ vào cái phần Bigter, các bạn cũng vào insert này và vào cái phần Bigter này. Thì khi các bạn vào Bigter thì máy tính nó sẽ hỏi là chúng ta sẽ lấy ảnh ở đâu đúng không? Tức là nó đòi hỏi cái đường dẫn đến nơi cái chứa ảnh của các bạn ở trên máy tính. Thì ở đây máy của mình thì mình lưu ở trong cái ổ DD các bạn này, lưu ảnh ở trong ổ DD. Thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta lại lấy hình ảnh nhé. Đó, ví dụ như ở trong này thì mình sẽ lấy cái hình ảnh này chẳng hạn. Đó. Thì các bạn lấy hình ảnh nào thì các bạn kích chuột vào đây và sau đấy các bạn bấm vào insert nhé. Ví dụ như mình lấy cái hình này đi. Rồi sau đấy mình bấm insert thì nó sẽ lấy hình ảnh này vào đây. Các bạn chờ một tí nha. Đó. Như vậy là nó đã lấy hình ảnh này vào đây. Đó. Và mình quay lại nha. Nhưng mà ở trong cái video này thì mình sẽ lấy hình ảnh trong clip add các bạn nha. Mình vào insert này. Đó. Home insert. Mình sẽ vào clip add này. Rồi tiếp theo là mình chọn go nha. Để chúng ta lấy hình ảnh này. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái thanh này xuống để mình lấy hình ảnh nhé. Bởi vì cái chủ đề trong cái video này là màng máy tính này, thì nó liên quan đến máy tính đúng không? Thì mình sẽ lấy một cái hình ảnh mà liên quan đến máy tính. Đó, thì mình kéo thanh trượt này xuống và mình sẽ lấy cái hình ảnh về máy tính này. Rồi ví dụ như mình lấy hình ảnh này đi. Để lấy hình ảnh này các bạn chỉ cần kích chuột vào đây thôi. Rồi sau khi lấy xong thì các bạn đóng lại nhé. Đóng lại đây này. Đó, thì lúc này các bạn sẽ di chuyển cái hình ảnh này đúng không? Nhưng mà trong quá trình các bạn di chuyển hình ảnh thì nó sẽ khó. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ hiển thị cho nó đúng không? Để chúng ta di chuyển. Thì để chọn cái chế độ hiển thị của hình ảnh thì các bạn sẽ kích chuột phải vào hình ảnh nhé. Rồi các bạn kéo chuột xuống. Các bạn sẽ vào cái mục là Text Warning. Text Warning có nghĩa là chọn cái chế độ hiển thị cho cái hình ảnh này. Có cái hình con chó đấy các bạn nhé. Ở cái gột thì họ để cái hình con chó để chúng ta dễ hình dung và dễ theo dõi. Ở đây thì các bạn sẽ chọn các cái chế độ đây này. Ví dụ như là hình ảnh nằm sau trừ, hình ảnh nằm trước chữ, rồi hình ảnh nằm xen kẽ với chữ. Thì ở đây sau này khi các bạn sau này các bạn thực hành thì các bạn vào đây các bạn tham khảo thêm nhé. Ở đây mình sẽ chọn cái dòng dưới cùng này nhé, cái dòng là thơ rao này này, thơ rao đây, thơ rao có nghĩa là hình ảnh nằm trên chữ các bạn nhé. Rồi thì sau khi chọn cái chế độ đấy rồi thì chúng ta sẽ kéo này, kéo cái hình ảnh này nó đi đúng không, hoặc là chúng ta sẽ kéo sang bên này được. Các bạn nhấn vào giữ chuột trái để các bạn kéo thôi. Đó, mình sẽ kéo nó lớn lên một chút nhé. Đấy. Đó. Rồi, như vậy là tương đối cũng đẹp rồi các bạn nhé. Rồi, cái này mình có thể là cho nó màu đỏ chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Đó, chẳng hạn như thế. Rồi, mình quay lại nhé. Rồi. Rồi, mình sẽ kéo sang bên này xem thử thế nào. Nó có đẹp hơn không? Đó, rồi. Rồi, bây giờ các bạn nhé. Tiếp theo là cái vấn đề nội dung thứ ba đấy là cái nội dung về tạo chữ nghệ thuật nhé. Thì bây giờ mình sẽ thay cái màng máy tính này bằng chữ nghệ thuật các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hook s các bạn nhé. Hook s thì các bạn sẽ vào insert này, các bạn vào insert này và chúng ta kích vào cái biểu tượng chữ a nghiêng này này, hook s đấy nhé, các bạn kích vào đây. Và sau khi các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ chọn cái kiểu chữ nghệ thuật. Đó, ví dụ như đây mình sẽ chọn cái dòng này này. Đó, chọn cái này. Thì sau khi chọn vào cái kiểu chữ này rồi thì ở đây Google Ads nó yêu cầu chúng ta gõ cái thông tin vào đây, thì mình sẽ ghi là màng máy tính đúng không? Màng máy tính đi. Đấy, màng máy tính này. Rồi, các bạn sẽ bôi đen đi nhá. Các bạn bôi đen đi và chọn phông chữ này, phông chữ Times New Roman. Thì Times New Roman ở đây thì các bạn chú ý là thường thường nằm ở phía dưới này các bạn này. Các bạn kéo từ dưới lên thì sẽ kiếm nhanh hơn. Đây này, đây nhá, các bạn click vào đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ bôi đen đúng không? Bôi đen thì chúng ta sẽ bôi đen để chúng ta in đậm, bấm vào chữ B này để in đậm này.
Rồi, còn cái phông chữ thì các bạn kích vào đây để các bạn chọn phông chữ nhé. Ở đây mình để 36 luôn. Và sau đây chúng ta bấm OK. Rồi, thì do là ở đây thì mình sẽ bỏ cái dòng này đi nhé. Mình bỏ cái mảng máy tính này đi nhé. Bởi vì mình có cái dòng mới thì mình sẽ bỏ cái dòng cũ đi. Mình xóa nó đi. Đấy. Rồi. Thì cái chỗ mảng máy tính này thì các bạn có thể là đổi cái màu nó lại nhé. Ví dụ như các bạn muốn không thích cái dòng như thế này thì các bạn có thể đổi đổi lại cái kiểu chữ khác. Thì các bạn sẽ kích vào đây. Các bạn kích đúp chuột vào đây nhé. Đấy. Rồi sau đây các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng ở trên này. Các bạn kích vào đây này. Kích vào nút sổ đây. Thì chúng ta sẽ chọn lại cái kiểu chữ cho nó. Đấy. Hoặc là đây. À, ví dụ mình chọn cái này đi. Đó, mảng máy tính nhá. Nhưng mà ở đây cái chữ này là mình vẫn đang còn còn lỗi phông chữ các bạn này, đúng không? Thì cái này lỗi phông chữ thì các bạn sẽ muốn sửa lại cái lỗi phông chữ này thì các bạn sẽ vào cái góc ngoài cùng này. Đây. Có chữ edit text này, có nghĩa là sửa lại cái nội dung. Thì khi sau khi bấm vào edit text thì chúng ta sẽ hiện lại cái cửa sổ này thì các bạn sẽ chọn lại phông chữ thôi. Các bạn chọn lại Times New Roman nhé. Đấy nha, các bạn cũng kéo từ dưới lên cho nó nhanh nhé. Đó. Rồi. Thì cái này các bạn chỉ cần thao tác một vài lần là các bạn sẽ làm quen cái gốc S này nhé. Cái gốc S này rất là dễ, không có gì khó nhé. Đây. Nếu mà kích như thế này là nó lại bị lỗi lại các bạn này, đúng không? Đó. Đấy, hoặc là cái này. Bằng máy tính. Rồi, mình có thể sửa lại cái này cũng được nha. Mình thấy cái này là tương đối là đẹp này. Đấy, thì mình sẽ lấy cái này chẳng hạn thì mình lại muốn sửa lại thì mình lại kích vào đây thôi. Đó, màng máy tính thì mình lại chọn lại phông chữ. Đấy. Mình làm cho các bạn theo dõi luôn nhé. Đấy. Đây, tham như mình đây. Rồi. Bôi đen lên nhé. Rồi, ok. Đó, màng máy tính. Rồi, như vậy là cũng đẹp rồi các bạn nhé. Rồi thì cách làm đơn giản như vậy thôi. Đấy. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có thêm một số thông tin và các bạn thao tác ở trên cái máy tính của mình nhé. Và thì thông qua video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cách các bạn truy cập vào cái kênh của mình luôn nhé. Sau khi các bạn mở cái trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này nhé. Đấy, các bạn gõ không dấu nhé. Là khám phá cuộc sống TV này. Và sau đây các bạn kích vào cái kính lúp bên phải này này để các bạn tìm kiếm này. Đấy. Thì đây là cái kênh của mình các bạn nhé. Khám phá cuộc sống TV này. Ở đây là cái hình ảnh avatar của kênh này. Các bạn kích vào cái hình avatar này này. Rồi thì sau khi mà truy cập vào kênh ấy, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ kích vào cái phần danh sách phát này. Rồi thì lúc này các bạn sẽ nhìn sang bên phải nhé. Các bạn kích vào cái nút mũi tên này để các bạn tìm kiếm video nhé. Để tránh làm mất thời gian của các bạn nhé. Đó thì trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình có để rất là nhiều cái mục, nhưng mà trong đây thì mình có để một cái mục để là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu nhé. Thì trong cái mục này thì mình chia sẻ rất là chi tiết các video mà dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu đấy, hoặc là những người lớn tuổi và người già, ví dụ như là cách sử dụng bàn phím này, rồi cách sử dụng chuột này đấy, cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính đó, hoặc là vân vân. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.